Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại. Tôi là Phưu Dưỡng. Yes. Chúc bạn ngày mới vẻ. Hôm nay chúng tôi sẽ thực hiện clip thi nấu ăn. Và sẽ không phải thi nấu ăn theo cách thông thường mà chúng tôi sẽ chỉ nấu ăn trong 10.000 đồng thôi. Tức là đi mua nguyên vật liệu về cũng chỉ 10.000 đồng. Giới hạn là phải nấu ăn trong vòng 10.000 đồng. Đấy. Đây coi như là một thử thách luôn. 10.000 đồng thì mua được cái gì anh? Vì thời buổi bây giờ 10.000 đồng thì tôi thấy cũng khó để chế biến ra một món ăn. Thì với 10.000 đồng này thì chắc chắn sẽ không thể chế biến ra nhiều đồ ăn được. Không thể là ăn no được ấy. Thì gọi là ăn hương ăn hoa thôi. Để cho giám khảo chấm điểm xem ai nấu ăn ngon hơn thôi. 10.000 này mua được cái gì anh? Bây giờ thời đại này mà 10.000 anh thì mua được. Thì 10.000 nữa vẫn mua được quả trứng này, gói mì tôm này, thoải mái, mớ rau này, cá khô này. Được. Cả 10.000 kiểu phải mua được một cân cá luôn ấy. Một cân cá lẹp hay nửa cân. Nói chung là 10.000 vẫn mua được rất nhiều đồ. Vẫn ăn được đúng không? Được. Mọi người đã hiểu cách chưa? Tức là mọi người đi mua đồ và chỉ trong giới hạn 10.000 đồng thôi. Không hơn. Không được hơn. Rồi. Mọi người đã tính được mua món gì chưa? Chưa hình dung. Cứ sang chợ. Bây giờ anh em tôi sẽ sang chợ và tìm mua những món đồ chỉ với 10.000 đồng. 10.000 đồng thôi. Về nấu ăn. Rồi đi. Trời chuyện mưa rồi mới đau này. Thôi, đi chợ thôi. Đi câu. Anh em đi chợ về rồi. Thì bây giờ sẽ kiểm tra xem anh em mua đúng số tiền là 10.000 không hay là có bỏ tiền túi ra để mua thêm không. Thì bây giờ sẽ kiểm tra nhá. Đầu tiên là của Vinh đây. Vinh rồi. Vinh em mua những cái gì đây? Em là xúc xích 3.000. Xúc xích 3.000 cơ? Ừ, mì tôm 3.000. Mì tôm 3.000. Hành 1.000. Hành 1.000. Trứng 3.000. Thế là tròn 10.000 à? Tròn luôn. Vinh nhìn để tính nào tính toán giỏi ghê nhỉ. Này đi cho lên đường lên đỉnh Olympia được. Căn cả. Rồi. Của anh Côn đi. Của anh 3 món luôn. Rồi. Cà pháo. Cà pháo 3.000. 3.000 rồi. Cá khô 5.000. 5.000 có được 3 con, anh bỏ đĩa đi. Thế thôi. Xem được bao nhiêu con? 3 con thì cá khô. Anh Côn mua 5.000 cá khô thì được 3 con cá khô bóng khô như này. Đây rồi, 2.000 ở quê bó rau như thế này. Rồi. Tổng cũng tổng tròn 10.000 luôn à? Luôn. Và là anh Côn đây là đậm chất quê luôn, rau muống luộc này. Phải không? Còn cà pháo này, cá khô này. Giờ đậm. Anh nhặt rau luôn. Rồi, có bác ngọt là gì? Của tôi hôm nay tôi sẽ làm món bún đậu mắm tôm. Đấy, đẳng cấp luôn. Đầu tiên là 3.000 bún nhá. Rồi. Rau và dưa là mất 2.000 nữa. Rồi. Và trong này có một cái đậu và 2.000 chả. Đấy, của tôi. Một cái đậu bao tiền? Tính chỗ cho các bạn nghe xem. Cái đậu là 3.000 này. Miếng chả 2.000 là 5.000 này. Dưa và rau này là 2.000 nữa là 7.000 này. 7.000 và cộng 3.000 bún nữa. Thế là tròn 10.000. Cũng tròn 10.000 luôn. Rồi cũng tròn 10.000. Cái món của bác ngọt lạ nhất là bún đậu mắm tôm. Tôi cũng muốn thèm ăn món bác ngọt, xem bác ngọt chế biến bún đậu mắm tôm như nào. Thế bác ngọt nhất à? Ồ, có cá to phết nhỉ, cá to bàn tay nhỉ. 4.000. 4.000 con cá rồi. 3.000 ba quả cà chua. Đắt lắm đồ. Thế là 7.000. 7.000 với 1.000 hành vẫn còn thừa 2.000. Thế là tổng của sáng su mua có hết 8.000 thôi các bạn ạ. 8.000 thôi, vẫn thừa 2.000. Thế là thừa 2.000 đấy, đưa 2.000 đây em ơi. Đâu mà. Vậy là sáng su không cần sử dụng hết 10.000, chỉ sử dụng 8.000 thôi. Ok, còn của tôi các bạn đây, của tôi đây. Đây, tôi mua miếng thịt như này đấy. Bỏ đĩa cho các bạn xem. Anh Dưỡng mua đốc mỗi miếng thịt à? Rau dưa đâu? Anh không cần rau dưa, anh làm bò à? thịt lợn bít tết. Cái thịt này là anh mua đúng 7.000 luôn. Miếng này đáng bình thường là phải 15-20.000 nhưng mà các bạn nhìn nó không được tươi cho lắm. Lên tôi bây giờ tầm này tầm chiều lên tôi mua loại rẻ lên các bà bán cho tôi 10.000 chỗ này. Bình thường miếng này các phải 13-14.000 đấy, 20 ý nhỉ. Đấy, nói chung là đây là miếng thịt của tôi chỉ chế biến món thịt bít tết thôi. Thịt lợn bít tết. Miếng thịt của anh Dưỡng chắc được phơi lắng mấy hôm rồi. Thịt nó ôi rồi thì các bà mới bán rẻ cho thế chứ không miếng này phải 20 thật, anh nói thật. Xong rồi, giờ đi rửa rau sắp lồi rồi. Rồi, ăn cà tò rồi. Sao xong rồi? Chắc. Đây một món xong luôn rồi các bạn à. Cà pháo là cà pháo úp. Úp trước à? Úp. Rồi. Còn đi rửa cá mới rửa rau. Rồi. Xong rồi của tôi xong rồi, xong hết rồi, giờ thì ấy là xong. Ủa sao anh Côn phải vẩy rau để đổ đi à? Điên là mới rửa xong rau nước hơn nhiều phải vẩy đi cho nó sạch nước chứ. Thế anh Côn hướng dẫn mọi người vẩy rau đi. Đấy, lại nữa chứ mà. Vừa lấy thôi, vừa lấy trượt tay thôi chứ vẩy cái này đến Tết không được đấy hả? Đây là tôi đã sơ chế xong rồi.
Đấy. Mới nhìn thôi đã thấy đẹp rồi phải không các bạn? Nhìn thấy đấy, đẹp đấy. Của tôi thì về thẩm mỹ thì không phải bàn rồi các bạn. Các đấy. Bạn nhìn của tôi phát biết này thì... Được. Những người mà cầm máy quay là rõ rãi ướt hết máy em ơi, cẩn thận đi em. Ừ, nhìn thèm thế kìa. Được đấy, bác Ngọt cũng trang trí cũng đẹp hết. Nhìn các bạn nhìn đĩa bún đậu mắm tôm của bác Ngọt này, nhìn ngon không? Mỗi đậu chưa rán thì rán nữa còn hấp dẫn nữa. Ừ. Ngồi đấy. Được. Rồi, anh Côn đang lại hiu hái bật bếp nữa. Đấy, ấy, đấy, đấy, kinh đấy, ui giời. Kiêu ngại hết chưa? Đầu bếp đây. Có tướng đầu bếp đấy các bạn ạ. Thế này, lúc đầu cứ tưởng là bác Ngọt không có tướng đầu bếp nhưng nhìn được. Hóa ra đúng là không có tướng đầu bếp thật. Bằng ngày xưa tao sinh viên tao nấu ăn suốt à? Ừ. Hồi xưa đi sinh viên đi làm gọi là phụ bếp cho nhà hàng ấy thì học lỏm được mấy chú đầu bếp thế là hôm nay đến ngày trổ tài. Thế ngày xưa có làm vỡ cái bát nào không bác Ngọt? Ngày xưa vỡ suốt. Giám khảo đâu, gọi giám khảo xuống đi, của anh sắp xong rồi. Không, tị tất cả ăn cùng lúc chứ anh. Phải tất cả các món xong ăn cùng lúc thì giám khảo chấm mới dễ, không thì món ăn trước món sau thì không hay. Thế là nguội hết. Không sao. Nhìn cá của anh Côn chiên rất là ngon. Nhìn kiểu nó cá nó cứ xèo xèo là thích không các bạn ơi? Cá này trước thời sinh viên ba con này là ăn cả ngày đấy. Rồi, được ba con cả ngày. Chả thế, thằng Vinh nhà nẻ. Vinh nhà nẻ ít tuổi nó chưa trải sự đời nên rồi. Nó không biết. Yeah, nhưng mấy chô cá này phải ăn 4 ngày. Ừ. Chứ không phải 3 ngày Vinh ạ. 5 ngày. 5 ngày. Anh nói thật đấy mày mút tôi thì mút tôi mới ra chứ giờ. Anh không nói đùa mày, sinh viên hồi xưa không có gì đâu. Thì ăn 5 ngày gì nữa. Mày thằng mày cứ nói cứ cần nhả mày không hiểu được đâu. Ủa? Thì em ăn mày năm. Một con cá mày cắn ra một bữa rồi không? Thế bảo mút tôi, ý là chấm nước mắm mút được một vạc cơm mày thôi. Mày cái này cứ nói cần nhả này, không biết để già chưa giải sự đời. Bảo em nói dối em gì? Không, hay Vinh ơi, bây giờ Vinh đi học lại đi, bắt đầu học lại đi. Anh đầu tư được. Đi học. Vinh ơi, anh đầu tư cho mày học từ lớp 1 lên đại học, bây giờ học lại đi em. Đến đi làm. Từ lớp 1 lên đại học, anh đầu tư cho đi học được chưa? Lên lớp trưởng à? Mày đi học thì cô giáo mày đi học cách gì mày được làm lớp trưởng? Bây giờ mày học cũng vẫn lớp 1, mày chưa chắc được làm lớp trưởng, mày có biết cái bằng của nó đâu. Thế mà thế, chưa thế thì... Thì bây giờ anh đầu tư cho mày học lại. Đi học đi. Trời ơi. Học đi. Học đi, em lấy cái bằng. Giờ đi học lại cho chắc ngang cô giáo đó. Tán cô giáo. Tán cô giáo thật thì... Chồng cô giáo đã sợ ngoại tình ra. Đã đến theo dõi mình nhìn nè. Sống à? Thôi nhưng anh lại chín cả gẫm à? Nhưng mà anh nói thật là anh đầu tư cho em học, bây giờ học từ lớp 1 lên đại học, anh đầu tư hết tiền luôn, bây giờ em đi học không? Thôi không. Cũng không đi luôn, anh đầu tư cho hết sạch. Mình lớn mày rồi, mình đi học thôi, không mất tiền, không mất đồng nào luôn. Giờ mình lớn rồi đi học còn nó ngại lắm. Nó ngại nó kiểu nó không mày phải cố gắng chứ. Nó kiểu đi không phải đi kiểu đi trẻ con ấy. Giờ vẫn trẻ con đần nhưng nhí gọi mình bằng chú, mình lại bằng tuổi bọn nó. Hay đi học bằng tuổi bọn nó đâu. Thích. Rồi, không nói chuyện Vinh nữa, anh Côn rồi, luộc rau. Anh Côn cho rau vào luộc rồi. Rau phải, các bạn đừng đậy vung vào nhé, đậy vung vào là rau nó bị đỏ đấy. Các bạn cho một ít muối vào. Cảm đó. Giác nói ra chuyên nghiệp nhưng tịnh nữa đã, rau đã đỏ lên. Một tí mới chín vào. Cho vừa. Cho một tí vào thôi. Thôi em thấy anh luộc thế là dừ đấy thôi. Dừ chưa sủi dừ gì? Sủi ngục, em lấy sủi ngục đấy còn anh chưa sủi. Anh luộc rau là cho một canh mới cả phải chín vào. Cho nó muối, vừa. Cho muối cho mặn cho à? Nó xanh, cái thằng mày ngu như bò. Không tí nó mặn, ý tí nó mặn. Không mặn, một xíu đấy làm sao mặn được cả lôi nước em. Của sáng cá này ăn có đủ lo không em? Trời ơi, anh bảo 10.000. Ăn hương, ăn hoa thôi. Thế sao? Ăn để thưởng thức thế thôi. Thế sao em không mua con cá 8.000 đi, mua một quả cà chua 1.000, rồi mua 1.000 hành thì làm sao? Mẹ mua con cá có 4.000, còn mua mấy cái kia. Quá. Lại còn bớt, lại còn 2.000. Còn mua có hết 8.000. Không phải. Thế mẹ không mua con cá 8.000 phải to gấp đôi này được không? Cô bán cá bảo là ta chỉ có cá 10.000 với cá 4.000 thôi, mày mua con cá nào? Ôi thế rồi. Là lại phải mua con cá 4.000 thôi. Sáng lại rút nói công trình. Rút loại công trình đúng rồi, được 2.000. Thà rút loại công trình được 2.000 là được. Vâng, bà lấy một ít giấy là cá này là mỗi người một miếng đủ rồi. Sai sạch thì rạch cái này tí nó dán lên nó vỡ hết. Dạ. Lật đâu, ăn cá ấy mà, cá riêu, cá lâu riêu thì mình ấy mà, mình chỉ chiên qua thôi chứ không vỡ đâu. Vàng ươm rồi, cá anh. Thôi, kìa sủi nhừ rau anh ơi. Rồi mình quên mất mình nhắc anh Côn. Ai là đầu bếp? Rồi, cái anh ngồi nãy ai đầu bếp đấy? Vua đầu bếp phải quay đằng này mới trông hương tư vua đầu bếp đấy, đây này. Vua đầu bếp.
Tôi lại là xong rồi nhá, rau của tôi chín rồi, tôi vớt ra ra. Rồi xong. Kệ ai ở tôi lấy trước. Rau hả? Tạm ra thì nó xanh. Ôm, nó độc bếp mà. Bao nhiêu năm luộc rau rồi? Rau luộc muôn năm mà. Côn thực ra không biết món nào, chỉ biết mỗi món nước đã luộc với cả rau luộc thôi. Được, Côn. Cá ở tôi xong luôn rồi các bạn ơi. Vàng ươm. Nhọn. Ui. Ngon đấy. Được đấy. Lại mà lửa chưa chín đâu. Lửa rồi. Lửa chiều đói đói có bát cơm nguội thôi thì làm sao để tí nữa khán giả quên giám khảo ăn đừng nhăn mặt là được. Đẳng cấp này. Mặt đấy rồi. Ok, vậy là tôi xong rồi nhá. Ngon rồi. Không xong rồi. Này, xanh đạch thấy không? Nhưng mà đỏ thế nào nó xanh đạch. À. Xanh là sống đấy anh Côn ạ. Xanh là sống đấy. Bây giờ để này thôi kia. Nó đỏ là mới chín, xanh là sống đấy. Đây là đậu nhìn đã biết là người đầu bếp chuyên nghiệp. Cắt đúng kiểu hình vuông như ra hình chữ nhật. Biết chốc cũng bảo đảm lát bếp là các bạn à. Cái này tôi tự tin là tôi nhất. Hình thức nhìn đã biết là đẹp rồi. Ăn thì chắc chắn là ngon. Món đậu mắm tôm thì nhiều bạn thích. Hiểu? Nhưng mà ông máy quay nâu ấy đi. Bột mép đi. Đồng mới nói đã thèm mình kia thì tí nữa nhìn xong thì cháu không thích đâu. Thật, cháu thử chỉ thích ăn hết cả chứ ăn một ít cháu không thích đâu. À. Đậu. Là cỡ. Ngày xưa tôi sinh viên chuyên đậu rán. Quãng đời sinh viên. Đó, sinh viên chuyên thịt. Đậu rán, nạc rang, cà muối, rau luộc. Đậu của tôi đã chín rồi nhá. Các bạn này. Nhìn đậu này. Vừa vàng, vừa phồng, vừa to, vừa đẹp. Nhìn cái ngoài mặt tiền đã biết là ngon này. Các bạn xem qua video đã biết là ngon này. Không ai ngon đâu, không ai khen bác đâu. Ông cứ tôi người là người trọng hình thức trước đầu tiên là đẹp hết. Ăn rồi. Tôi nắm chắc giải đấu trong tay rồi. Cái này bật lên để cho Tuấn gà. Thành quả tôi ra là các bạn chuẩn bị cùng wow nhá. Nào, cùng wow theo nhạc nào. Wow. Côn để ở đây à? Côn đậm chất đồng quê phết nhỉ. Được đấy. Rau kìa, vẫn xanh nè kìa. Của tôi sẽ giải đậu ở đây. Héo đậu, à héo rau rồi. Cái đó. Được, nhìn cũng tạm tạm nhưng không biết có ra gì không. Rồi ăn rồi Côn ạ. Rồi. Thôi. Hai Côn với cả sáng nhìn là thấy thèm đúng không? Quan trọng là pha mắm tôm cơ, chốc cháu cũng pha nước chấm để chấm rau luộc cơ. Tôi sẽ sử dụng miếng thịt này để làm vua đầu bếp. Các bạn tin tôi đi, tị giám khảo ăn ngon ngon mê ly luôn. Thế người đầu tiên làm thịt lợn làm bít tết đấy. Rồi, lửa to thế, sao Thái Độc Anh bỏ cho lửa bé tí thôi, chẳng được lấu gì cho lửa to này. Rồi, con đi. Ui, ngon này. Món này của tôi vừa đơn giản vừa cung cấp đủ chất cho anh em tập tạ. Tôi sẽ cho thêm ít mì chính này. Các bạn biết kiểu này của ai không? Kiểu rắc muối ấy. Kiểu mì chính rồi. Tiếp tục là muối à? Đấy, nếu bạn nhìn thấy chuyên nghiệp chưa? Đây là dưỡng bị đau cổ tay không ấy được thẳng. Đâu, tôi bắt chước cái kiểu rắc muối của anh ở bên nước ngoài. Đấy. Mặn rồi. Không mà mặn, đẳng cấp không mặn. Ố, lúc đầu rán đâu có nước đâu, sao ra nhiều nước thế nhỉ? Có đấy. Thịt nó có. Đâu thế à? Thế này nhìn nó không hấp dẫn lắm. Mình tưởng cho cháy cháy chứ này. Chốc có khát cháy. Ôi ơi. Rồi hai cục cơm rồi. Đây là hai miếng rồi. Đây cái gì thịt luộc đâu. Hắn đang cho nhỏ chả sáng. Yên tâm.
chắc chắn thịt của anh sẽ ngon luôn. Quên quên bít tết đâu phải dằm này, quên mất sai lầm rồi. Tôi sẽ dằm như này để cho miếng thịt nó chín đều hơn. Chín rồi. Đó, ngon bằng cành đào rồi. Chín chắc. Ôi mặn rồi. Ôi nhiều muối quá rồi. Không sao không sao không sao. Không sao không sao được rồi. Rồi, vậy là xong món ăn của tôi. Món anh nhất rồi đấy. Món anh chả nhất em ơi. Ôi em ơi, lên luôn. Em có phải đặt công nhưng mà em thả cá thế. Đấy, chả cá này ngon thế rồi, chả chứa chữ hoa văn này đẹp đấy. Ừ. Ui, ngồi đấy. Cá bếp. Xong rồi à? Cho đấy mát đấy, bỏ chả ra. Khâu sốt cá chua các bạn ạ. Cho ít nước nó vào. Tí nó cho cá vào khô đốt luôn. Cháu ăn cho cá vào à, không cháu biết thêm nước không? Thì để cái linh. Bây giờ tôi sẽ cho gia vị nhé các bạn nhá. Em cứ cho nhiều vào ăn bổ thận. Nhá, tôi mì tôm trứng. Giờ tôi đập trứng vào, tôi linh tí cho mì tôm vào là xong rồi các bạn ạ. Nhanh lắm. Không cần gì đâu. Có khi món của Vinh ngon nhất đi. Vinh có vẻ chuyên nghiệp đấy gì ạ. Vinh khéo tay mà. À. Đập có trứng ra ngoài luôn các bạn ạ. Được rồi, giờ thì cho đậy Vung và Linh rồi. Cháy được. Cháy được. Đấy các bạn này, Vinh còn cố tình rắc vào kia. Các bạn nhìn thấy cái lòng trắng nó thành A còng trái tim. Đấy. Thôi đây cá của ta. Đấy các bạn này, đấy Vinh rất là khéo léo luôn. Lấy lòng trắng để rắc vào áo cho nó tanh. Được, đó, vào đó. Đầu bếp sáng, đầu bếp Vinh trên cùng một cái bếp này. Nhìn Vinh có vẻ ngon đấy. Nhìn không đẹp nhưng có khi lại ngon nhất đấy. Cấp không ngon. Cá chua sốt xong rồi, bây giờ sẽ cho cá vào thôi. Rồi. Xong. Cho hành vào. Đấy. Từ từ cho hành, Vinh này, từ từ cho hành. Kìa, yeah, cẩn thận mất móng tay này, móng tay bỏ xa ra, để đấy tí ăn lại hóc thật. Đẳng cấp lắm. Cháu đầu bếp hơi bị... Sắp thành đầu bếp à? Đầu bếp hơi bị đẳng cấp luôn đấy. Ôi, thành mì tôm úp thật. Đẳng cấp luôn, của cháu đẳng cấp luôn đấy. Xong, thế là xong nhá. Của tôi cũng xong, hoàn thành. Rất nhanh. Có lì kèo này cũng ăn được sáng với côn. Ăn chặt. Dạ, cũng ngon đấy sáng ạ. Chất lượng đấy. Vậy là chúng tôi đã làm xong những món ăn của chúng tôi. Mùi đâu nó khắm khắm nhỉ. Mùi mắm tôm à. Ôi mà vực. Mắm tôm này bác không biết pha nó đặc kẹt này ai ăn được. Trời ơi. Mắt chắc luôn. Thế kêu phải vui đầu bếp. Thế mới là có nước chấm dự phòng. Trời ơi. Đó. Ơi. Rồi bây giờ giám khảo hai chị gái này sẽ chấm điểm đây xem món ăn nào ngon nhất đây. Cá đi. Cá rồi, con cá bạn chắc rồi. Đừng nhăn mặt đây, quay đúng mặt. Nhăn luôn kìa. Lông mày nhíu mà. Nhíu rồi. Cái bài thi của bạn này là đúng hình thức của mâm cơm gia đình truyền thống này. Vừa có rau muống, vừa có cà, vừa có cá khô. Rồi, ngon đấy. Dễ ăn nhất. Dễ ăn nhất. À, đừng nhăn, ăn đi đừng nhăn. Rau hơi sượng rồi. Hơi cứng à? Rau này giòn. Nhưng mà cá chưa được. Ngon, cá chưa được rồi. Cá chưa chín rồi không? Dài phải không? Dài. Tiếp đoán rồi. Chưa lết. Cá con còn chả tách xương nha này. Chả tách không xương này. Bình thường phải tách xương ra sao? Tay vẫn rồi. Bình thường phải tách xương ra cơ. Nó thử miếng cá. Đấy em thử miếng cá em làm giám khảo cho nè. Rồi. Chưa chín thật nhỉ? Chưa chín cá nó phải dai dai như cá ăn nó. Dai dai thì đỡ tốn luôn. Ăn cá xương là ăn ngon thì bao nhiêu mới thấu. Ui giòn thế này. Ui giòn này à? Tùy người thích ăn cá giòn, nhiều người thích ăn dai dai. Rồi. Dễ ăn. Dễ ăn ngon ăn. Cái mùa hè mà có bát này húp thì tôi gì. Cá nhân thì tôi ấy rồi. Ôi, canh rất là ngon. Canh này hơi ngọt chứ. Cho anh hơi ngọt. Đường mà.
Cho mì chính quá. Cho hơi đâu, ngọt. Có một tí à. Có hơi ngọt đâu ơi, ngon thế này. Cho thì cô một tí. Đầu bếp thì toàn nói xấu nha. Để khán giả chấm chứ. Rồi chấm đi. 9 điểm. Anh có được 9 điểm. Vừa miệng 9 điểm. 18 điểm. Rồi. Và đến lên Vinh Nhật Nẻ. Không phải bơi mà cũng nổi đây. Đây, mì tôm của Vinh Nhật Nẻ. Ăn thế. Mì tôm của Vinh Nhật Nẻ thiếu nước rồi em, sao ít nước đấy. Ít tí. Bây giờ em ơi, cái gì phải lướt sông xanh thì mình mới thích. Anh cô hút của em rồi đấy, chứ để em đây. Thì cô lướt cái là đấy, cô hút còn gì. Tôm của em chả đảo lên rồi. Đúng rồi, sao không đảo lên em? Đảo, đảo ra, cho khách giả đảo chứ. Chứ giả đảo mới ngon chứ. Thực ra mình cứ lâu đại khái rồi, còn cho giám khảo tự tính. Đấy là ngon rồi. Na để ít rồi chị xem nào. Thế nào? Trứng đồng đào ngon luôn. Chưa? Chưa, đấy chưa? Trứng đồng đào ăn ngon không? Quá đẳng cấp luôn. Em nhìn còn ngon thế kia mà. Mì tôm thì em đánh mì giá. Mì tôm trứng thì ai nấu được rồi. Thế 10.000 mà đi nấu mì tôm trứng thì không thì là khó khăn cả. Dễ quá, đừng có cho nước vào. Mì tôm trứng là đây nấu dễ nhất đấy. Mì chắc hơi lũn rồi, chắc để lâu hơi lũn. Em đánh giá luôn rồi, của em là hơi lũn. Còn trứng là thì là ngon rồi, trứng đào nó ngon thật. Mì thì hơi trương các bạn ạ. Đấy. Ăn mì của bạn này không có gì đặc biệt cả. Chả có vị gì. Chả có vị gì. Thế này quên đâu gia vị à? Có, nếu mà 10.000 mà bạn làm một cái gì đấy tiền rồi. Đối với 10.000 mà làm cái bát mì này thì trẻ con lớp 1 nấu được. Ui. Ngon mà. Cái này ngon, cái này không? Ngon, trông thì ngon đấy. Ý là không có gì được. Rồi. Rồi. Được chưa? Của tôi ngon mà anh Dưỡng ăn hết này. Anh Vinh... Dưỡng tí cho 10 nhá. Cho Vinh 10 vợ. 10. Đây là Dưỡng không... có phải giám khảo đâu. Không biết mà anh Dưỡng ăn hết của em rồi kìa. Đây không phải đấy, thương em đấy, ủng hộ em đấy. Điên ngộ em nấu ra. Ngon thật mà, điên à? Thôi bị ngon luôn. Em thử ăn thì ngon đấy. À. Chưa? Ngon không? Ừ, ngon. Ngon thật thì... Trương thật. Trương thì điên. Ăn em. Ngon à? Ừ. Hơi ngộ ấy, không không sao. Hơi ngon rồi. Mặn thế này vẫn bảo nó không không vừa mà. Thôi. Anh không, anh hiểu ý em. Nếu mà anh là anh chấm Vinh 10. Mặn thế này không vừa luôn, không vừa luôn, ý là cuối cùng nó không rồi. Chị Thảo, chị Thảo là chị sẽ ăn mặn giống anh Côn, hiểu không? Mày mà không phải cho mặn vào. Cái bát mì này mình ăn không được vừa miệng đâu. Rồi, ừ không vừa miệng rồi. Hơi trương, cho Vinh 8 điểm. Rồi 8 điểm. Chị Thảo mấy điểm? Cho Vinh mấy điểm? 8 điểm từ đâu rồi? Rồi. Vậy là Vinh được 2.8 là 16 điểm. Rồi. Thôi thế là được. Thế là được rồi. Mì tôm trứng mà đừng có được 18 điểm là đẳng cấp rồi. 2 con 8 là đẳng cấp rồi. Mì tôm trứng thường là rất là dễ, không phải kỳ công chuẩn bị như một rau rồi. Nhưng rau Vinh phải tươi ngoài lóng và ngon đấy em ạ. Chỉ cần ướp mì và nước. Đây là cái gì? Thôi đến món tiếp theo đi. Món này món gì đây? Món này món cá rằm. Cá rằm cá chua. Này Vinh không nói thì không chị không biết đây là món cá. Cá. Nhìn xa này mình không biết là món gì. Thôi. Cá rằm cá chua. Đây ăn này lấy đũa ăn thớ cá thì ngon này. Được vị vị. Ăn đi thớ cá nè. Đúng là đấy, em lấy thớ thớ bên này. Trên này đấy. Giám khảo sẽ thưởng thức món cá riêu nhá. Kìa giám khảo cá rô phi riêu rồi đấy. Ngon không? Có phải chấm không? Thử nước sốt xem nào. Ngon không? Ngon không? Được đấy rồi. Nhà đi cắt rồi. Giờ thứ sinh được ăn cùng giám khảo rồi. Ờ ngon nhỉ. Nhưng mà cái cá này nó chưa ngấm vào cái ở nhà thôi. Tưởng nó thiếu cái gì đấy. Ừ, thiếu rồi, đây là đúng rồi. Không cá không bị tanh nhưng mà vẫn chưa ngon. Thiếu cái gì. Thiếu, có thiếu không? Thiếu thì là chắc nó rất là ngon. Thì là nó rất là ngon nhưng mà rồi, sáng đun ít trong cái nước này phải không? Đun dúng vào xong một lúc sủi ục cục ra luôn phải không? Thiếu thì là cái đặc trưng của cá. Đúng rồi, phải có thịt là thì mới. Hết tiền chưa ạ? Còn dư 2 tiền nữa. 2.000 rồi. Công trình còn về thật. Nó dư 2.000 nữa, nó còn rút ra công trình, nó không mua thịt là. Chị thấy thiếu cái gì đấy, gia vị này nhưng mà vừa miệng rồi nhưng mà thiếu thịt là. Ủa, nó thì cho điểm 6 đi. Nhưng mà giám khảo sao giám khảo khó tính thế nhỉ? Tôi ăn cái gì dính ngon chứ. cá của sáng xuống ngon à, mà giám khảo mà không ngon. Đây là chấm theo thang điểm chung của tất những okay. Món ăn. Nghe giám khảo nghe trọng tài nhá. Anh Dương trọng tài nhá. Anh Dương tế sinh không ăn rồi. Điểm chấm sáng đi. Ngon mà. 7. Sáng chủ ra. Mày là giám khảo à? Chị Thảo cho bao nhiêu? Chị Thảo cho 8 điểm. Con cá hay tôi cho 8 điểm. Cũng 8 điểm. Ui. À thế này giám khảo ba phải lắm. Được thế được rồi nghe ngon đi. Này thì nữa. Món này thì ngon đâu nhặt. Rồi, nhặt rồi. Phải chấm thêm ở sốt nữa. Sao ơi?
mượn nước mắm anh Côn để cho chị Thảo chấm vào nhanh. Chị Thảo ăn chấm đấy, chị Thảo chấm đi. Thôi nhạt rồi. Đi. Thôi bây giờ đến Thảo. Món đẳng cấp nhất nào. Thôi tất cả im lặng để giám khảo chấm lại. Đây món này con. Thôi món này đi. Ăn đây, ăn món này đi. Đây. Ừ. Đây. Đây là món thịt bít tết, thịt lợn bít tết của Phương Ngô Dương nào. Ăn thử đi. Đúng rồi. Chờ chồng lấy dao mới dĩa ra. Rồi. Ủa ôi, sang phết nhỉ, cắt kiểu như ăn thịt bít tết thật đấy nhỉ. Ui ôi, đầu bếp mà thái thớ thịt thế này. Quay lại ông ơi, đầu bếp mà thái thớ thịt ngang thế này, dọc thế này. Đâu, cho ông thịt thái thế mà kêu là đầu bếp. Đâu, phải thái thế thì mới rất răng chứ. Thấy không, đầu bếp mà thái miếng thế mới rất răng. Thế mà đời vua đầu bếp. Đó kìa, đang bị khen là lịch sử như đây. Đây, ui. Ừ. Đầu bếp là tụi ta rồi. Thái thì văng mà lên lên thôi. Này chắc chỉ được lắm thôi hả? Mà tận tình chu đáo với giám khảo lắm nào. Lịnh Giám khảo. Ít để cảm nhận nào. Rồi. Im sao? Xem lông mày không? Xem con nháy lông mày không à? Xem con nháy lông mày không? Ngon, cháu làm cho gia vị chỉ đẳng cấp ấy. Nghiêng cái kia thôi hỏng. Gắt ra rồi. Em đi tảo cố nuốt rồi. Mà cố nuốt. Cố nuốt rồi. Thế nào? Rồi. Nhăn rồi, mặt em xịt tứ. Từ rồi, làm bên nữa. Ngon quá đấy, đâu để xem nào. Anh Côn ăn thật đẳng cấp luôn. Bác ngồi ăn đi. À, chết rồi. Ăn đi. Ăn đi. Cũng được mà em. Cũng được. Chứng lúc mà đi được, ngon á. Ngon. Thịt bít tết nó phải khô khô này nó mới ngon. Anh ngon lắm. Rồi, hai bạn chấm điểm đi. Rồi, các bạn chấm điểm đi. Nhận xét em thịt có mềm, có ngọt, có nghiếc gì không? Có gì không? Các bạn là nó là thịt đi, ăn thấy ngọt mà. Vẫn mùi thịt vẫn ngọt đúng không? Vẫn ngọt, đúng rồi. Vẫn ngọt. Vẫn ngon. Vẫn như vị thịt. Cháu đoán thì chắc là để cháu được 4 rồi. Ôi. Không có trong chai. Đấy, rồi, tôi cũng đi. 8 điểm. Wow! Rồi, vẫn 8 điểm. Đây là 8 điểm có, sao em mà điểm to đấy? Không ngờ mấy món thịt bít tết của tôi mà lại được điểm to đấy. Bây giờ từ vẫn cố ăn đi nữa. Cố ăn nhưng đừng có nhăn mặt. Em để em cảm nhận để em chấm cho nó công tâm nhất. Đúng rồi. Không phải bảo chồng mẹ chấm ít điểm hay là chồng mẹ chấm nhiều điểm. Rồi. Cháu ơi. Đừng cho chồng 4 điểm là được. Chồng 5 điểm trở lên là được. 6. Tôi vẫn ưng cái món này hơn. Nên là bài này tôi chỉ cho 8 điểm thôi. Rồi, 8 là 16. Rồi, 16. Rồi. 8 điểm là to rồi. Thế là ngon rồi. Mình không biết nấu ăn mà lớn được bữa ăn mì như này là được rồi. Yeah, vậy là rồi. Tôi cũng được 2 điểm 8. Yeah, rồi. Đến được món món đẳng cấp nhất đây. Bánh đậu bánh tôm à gì? Bún đậu bánh tôm của bác Ngọt. Món này là món đặc hèn nhất ạ. Đặc trưng của Hà Nội đây. Đúng rồi. Trước kia sống ở Hà Nội mà. Ta xin phép và chấm nước mắm thì tôi nhìn bát mắm thơm. Không đồng tình. Đặc cạt nó đặc cạt như đông đá. Giám khảo vừa ấy là giám khảo chơi bát mắm tôm đặc rồi. Không ai pha đặc cái đâu bác. Mắm tôm đặc kẹt đấy em. Mắm tôm mà không thấy có gì hấp dẫn. Mắm tôm phải gì toàn mắm tôm. Mắm tôm phải cho tí rượu vào, chanh ớt vào. Bạn ấy có cả rau thơm này. Ngon hả? Chuột này. Thôi khen ít thôi không các bạn ấy. Nhưng mà bún đậu mắm tôm mà không có mắm tôm thì khác gì bị loại. Ít nhất phải được 3 được 4, đừng có bảo cho 5 6 nhá. Người ta có kê chu vị đây rồi. À ừ, bác ngồi còn cho mang cho hai loại nước chấm cơ. Ừ. Ui chu đáo đấy cơ. Ngon thế nhỉ. Ui giời rau kìa, 6 loại rau kìa, thì ăn thoải mái. Ê thì kia thì ai được nữa. Ơn đấy cho bạn mấy đấy thế. Để tôi thưởng thức món bún đậu bác Ngọt xem nào. Ừ, ngon nhỉ. Thắng quay chị à. Mình ăn bẩn thế nhỉ. Ý anh tay. Không ngó mà quay hết rồi kìa. Bún ở đâu? Mình chỉ thưởng thức món bún đậu của bác Ngọt. Ui ôi. Chấm nhẹ nhẹ thôi, không mặn, tôi nghĩ là mặn lắm. Ui ôi, ngon đi. Ngon nhỉ. Ngon nhỉ. Cũng được, ngon. Cũng được, ngon ăn ngon nữa. Ngon. Vinh ơi, đừng chậm thế. Nước nhã mình chảy hết ta rồi. Hấn nhã thôi. Đáng lẽ, các giám khảo phải chấm cả món này mới là đúng rồi không? Giám khảo, hai giám khảo không ăn món này thì có gì không biết chấm. Không. Chấm đi, hai giám khảo ăn thử mắm tôm mới ngon mà. Ăn xong đi đẻ đấy. Tôm hơi mặn các bạn. Rồi.
tôm mà chấm tôi thấy hơi mặn. Mặn nhá. Mắm tôm mà không được thơm. À, đúng rồi, không thơm mà do chưa bắt quất, đúng rồi đây. Rồi đảo lên đi, đấy, ui dồi bọt ngay đấy. Ừ. Ngon hơn là lúc chưa bắt quất hả? Ừ. Rồi, giám khảo chấm đó. Món này mà để tôi chấm điểm thì tôi cũng chấm 8 điểm. Ôi, ít đấy. Thế bằng Vinh á, thua côn kiểu này. Không, chắc là chấm này món độc lạ, hấp dẫn, nói chung là phải cho điểm cao chứ. Thế là... Không bằng cái món này chứ. Rồi, được, giám khảo chấm tùy ý đi. Vợ phải chấm bao nhiêu? Cảm nhận của vợ chứ không chỉ cho 9 điểm. Yeah, bác mà được 9 điểm. Không đạt đâu. Vậy là 9 cộng 8 là 17 điểm. Chúc mừng băng ngọt. Rồi. Anh Côn món phổ thông này mà vô địch này. Này lòng rau luộc với cả cá khô. Đậm chất Việt Nam à? Với cả cà. Thế là được 9 điểm, trời đất ơi. Đây. Món nó phải nhiều tiêu chí, dễ ăn này, ngon miệng này, các món phải vừa miệng mà lại nhiều món như này vẫn rất là ngon. Thử đi các đầu bếp thử xem đồ ăn của đầu bếp vô địch đi. Ôi nhìn này Vinh chắp tay cái. Thôi ăn thử đầu bếp của món ăn của đầu bếp vô địch đi. Rau luộc rồi. Đâu không nước chấm à? Phải chấm mắm tỏi. Rau luộc vẫn sống tan nhá. Vẫn sống. Nó hơi rôn rốt rồi vẫn sống. Cà này cà muối à? Hơi chua. Được, cá được. Cá được rồi, cá hơi dai. Hơi dai rồi. Cá chưa cho vào mồm đã hơi dai. Cố ăn thử rôn đi anh. Rồi. Ồ, ăn cá rồi. Không. Ngon thật. Món ăn của vua đầu bếp cũng ngon thật, nhưng mà tôi để ý này. Nằm. Nào, ông ơi. Trời ơi. Cỏ không nhặt rau cỏ rồi lá khô các thứ vứt đầy trong đây này. Đâu cho vào hương vị thiên nhiên đồng quê. Cái này anh cả sâu vậy. Điên ăn là sâu, rau sâu mới là rau sạch em hiểu không? Rồi. Rau có sâu mới là rau sạch. Không thì cậu nào mà anh cả sâu vậy. Tức là đầu bếp nhặt rau không sạch này, lá ủi lá thối ra thủng vứt đầy trong đây này. Đây. Này. Đây lá toàn lá thối rồi. Cho đầu bếp rút kinh nghiệm nhá. Nó ăn được. Rau giòn tan, nước chấm mắm tỏi này. Ngon đúng không? Ăn thử món bít tết của cô Dưỡng à? Đừng đau bụng đấy. Đau bụng đấy thật. Em làm sao đâu. Ăn đi. Ăn được. Ăn đi. Rồi. Đỏ đâu. Ừ. Ăn ngon nhất thật. Chồng uống nước cay rồi. Thế nào? Cái gì? Mì tôm của Vinh thế này chứ uống khen ngon. Để con chấm 10 điểm. Chấm 10 điểm sợi. 10 điểm. Hoàng. Được, các Vinh nhạc. Được, mình ngon. Mì tôm thì pha lên, mì nào giống mì nào. Thế ngon rồi. Không phải trồng kiểu 35 cân mì tôm mới thật ngon. Thôi em ăn nốt vậy. Vậy là xong clip thi nấu ăn với 10.000 đồng. Nếu mọi người thấy clip hay cho chúng tôi một like, một đăng ký và chia sẻ các bạn cùng xem nhá. Cảm ơn các bạn xem clip tôi. Hẹn gặp các bạn ở clip tiếp theo nhá. Xin chào tất cả các bạn.